乘着落叶的秋天，那张古画的脸映着时光的缺。Alo, anh đang ở đâu rồi? Em đang chờ anh ở quán này. Cái gì? Em chờ anh ở đây một tiếng đồng hồ rồi. Mà bây giờ anh bảo anh đi thi là như nào? Em ghét anh quá đấy. Em mà biết anh nói dối em là anh chết với em đấy. Bực cái mình. Alo, tao đây. Đang chán đời đây. Vừa bị thằng người yêu cho leo cây xong. Thật á? Được, đi. Chờ tao tí cho tao đến nhá. Ừ, bye bye. Rồi, anh nhớ rồi. Yêu em nhiều lắm ấy. Thế nhá. Anh lại gọi điện cho ai đấy? À, mấy thằng bạn anh mà, không có gì. Có thật không? Hay lại có cô nào trẻ đẹp hơn? Anh mà có chuyện gì là coi chừng với em đó nha. Yêu em là số 1 rồi. Anh còn yêu ai được nữa? Chỉ là cái bẻ mép thôi. Mày làm cái gì mà mày nặng như chị vậy? Thì còn chuyện gì nữa? Chuyện lão Quân nhà tao chứ còn chuyện gì? Thế làm sao? Tao hẹn lão ấy đi cà phê, xong tự dưng gọi điện báo bận, làm tao chờ cả tiếng đồng hồ. Chúng mày nghĩ xem có điên không? Thôi, mẹ thông cảm cho lão. Mà tao thấy có mỗi lão chiều mày thôi, ở đấy mà than vãn. Đúng đấy, mày cẩn thận bị lão đá cho, lệ chồng vó ra. Chúng mày nghĩ tao cần à? Thôi đừng nói chuyện này nữa. Em ơi, cho chị đi cao cao nóng nhá. Này, nhân tiện nay đông đủ, selfie cái tao cúng Facebook giải đen. Này, sao có mặt tao chưa? Đấy, đúng rồi mà. Camera căng nét. Đi thi à? Được lắm. Mày đi đâu với Vân? Em à, em ngồi đi. Đã bảo đánh có đoán rồi còn không chịu cơ. Em sao vậy? Thôi, đây anh đến cho chuyện hồi sáng nhá. Anh xin lỗi, cũng tại hôm nay em sao vậy? Em mệt à? Hay để anh đưa em về nhá. Hôm nay tao rất khỏe. Khỏe đến cái mức mà tôi biết anh đi thi ở đâu cơ. Em nói linh tinh gì vậy? Chẳng nhẽ anh để tôi phải nói cho cả cái quán này biết à? Thôi, có gì về nhà nói em nhé. Ở đây đông người, để cả đánh giá. Anh cũng biết sợ cơ. Anh có gì đâu mà phải sợ. Anh lừa dối tôi, tôi có thể chấp nhận, chứ tôi không chấp nhận được người yêu tôi làm trai bao. Em lấy cái này đâu ra vậy? Một chút được leo cây thôi anh ạ. Sao? Có thể nói cái gì không? Em nghe giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mọi chuyện có thể chấp nhận được, nhưng bà ta đáng tuổi mẹ anh đấy. Thanh niên thức dài vai rộng lại đi đò mỏ một con mụ già. Tôi tự hỏi lại có biết nhục không? Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng không giấu em nữa. Nhưng có điều anh yêu em mà thật. Tôi ghê tởm anh. Ghê tởm cái thứ tình yêu của anh. Anh mang về cho con mụ già cái kiểu. Em hơi quá đáng rồi đấy. Tất cả những gì anh làm là vì em mà thôi. Vì tôi á? Giờ tôi mới biết đấy. Vì tôi hay vì cái sự lười nhác bệnh hoạn của anh? Đồ rẻ rách.
Em nghe anh nói đã. Em tha thứ cho anh lần này nhá. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em lần nữa. Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng tha thứ cho anh như thế à? Không. Không bao giờ. Tôi không bao giờ chấp nhận người yêu mình là một thằng trai bao. Em. Mọi người ơi, mọi người nhìn thế này, nó là một thằng trai bao. Tất cả những anh đàn ông con trai ở đây, chừa cái mặt nó ra, không cẩn thận mất vợ đấy. Chị ơi, cho em nộp hồ sơ ứng tuyển với ạ. Mời em đi đâu chị nhé. Thưa anh, đây là bạn nhân viên mới ạ. Ok, xin nắm lần. Em chào anh ạ. Khá đấy, cô em có nhiều kinh nghiệm chưa? Dạ, trước em cũng làm ở Thiên Thai rồi. Hay là các bạn dùng em này. Hàng tôi thử riêng đấy. Hèn chi, thảo nào anh nhìn thấy em quen quen. Thiên Thai bây giờ đóng cửa rồi, bây giờ chỉ còn ở đây là tốt nhất thôi. Thôi được rồi, chiều em quay lại đây. Rồi chuyên nghiệp bên anh chuyên linh rồi đi làm luôn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em chào anh ạ. Tình hình kinh doanh tháng này sao? Anh yên tâm, doanh thu của tháng này tăng đáng kể so với tháng trước. Tốt, tháng sau tao mở thêm địa điểm. Hai thằng mày lo nhân viên cho tao. Ok anh, thì nhân viên cứ để bọn em. Em mời rượu đến cho anh ạ. Em mời anh ạ. Con lợn này nó chết à? Chết à? Thôi, thay con khác cho anh. Dạ. À thôi, hai thằng mày ra ngoài luôn đi. Anh ngồi chơi. Em xin phép nhé. À mà Đạt này, gọi cho anh mời em lên đây nhá. Khi nào có lệnh của anh mới được vào. Em xin lỗi, em đến hơn muộn. Em chào anh ạ. Ơ, Vân này em. Anh làm ở đây à? À, anh cũng làm được một thời gian rồi. Trông anh vẫn như thế nhỉ? Chẳng khác hơn được là mấy. Anh nghĩ đi. Tôi nói có sai bao giờ không? Trai bao thì làm sao mà khá lên được? Bây giờ lại làm nhân viên phục vụ ở đây. Không biết cuộc đời của anh sẽ như thế nào nhỉ? Đời mà em. Thế hôm nay em đến đây với ai đấy? Tôi đến để đi làm. Sao? Không được à? Anh tưởng cô giáo thì phải làm ở trường chứ. Cô giáo sư phạm năm xưa hay dạy đời tôi, nay đâu rồi? Anh nghĩ anh hơn được tôi hay sao? Để tôi nói cho anh nghe này anh Quân ạ. Trước thì đi làm trai bao, bây giờ thì đi làm thằng nhân viên phục vụ bàn quen. Thật là hạ đẳng. Tôi chẳng hiểu anh có cái quyền gì mà có tiếng nói ở đây ấy. Vân à, em đẹp hơn xưa nhiều rồi đấy. Anh làm cái gì đấy? Anh có tin tôi gọi quản lý đuổi cổ anh ra khỏi đây không? Mẹ kêu con chó này mày mua à? Đạt, tao bảo khi nào tao gọi mày được vào cơ mà. Em xin lỗi sếp, nhưng mà em thấy con danh con này nó láo quá. Được.
Vân à, em bất ngờ lắm đúng không? Nếu khi xưa em không đòi chia tay anh, không chửi anh, thì anh đâu có được ngày như ngày hôm nay. À mà quên, anh còn nhớ năm xưa em bóc phốt anh trên mạng, rồi làm bẽ mặt anh trước đám đông. Rồi sao nhỉ? Anh bị đuổi học, bạn bè xa lánh anh, bố mẹ từ bỏ anh. Cũng toàn chuyện tốt cả. Cuộc sống mà, nhờ đó mà anh mới có động lực như ngày hôm nay. Anh được làm ông chủ. Dù sao cũng cảm ơn em. Anh ơi, chắc lúc đấy em trẻ khởi non dạ, không biết gì. Anh tha thứ cho em nhé. Em giờ khác xưa nhiều rồi. Mình quay lại với nhau, làm lại từ đầu anh nhé. Em ghê tởm anh lắm. Ở bên anh em không khá lên được. Rồi sao nữa nhỉ? Anh đừng để ý những cái lời nói ngu ngốc của em. Bây giờ em sẽ ở bên anh mãi mãi mà. Vân à, em thay đổi nhanh quá đấy. Nhưng mọi chuyện đã khác xưa rồi. Ở đời đừng bao giờ lấy nhân cách người khác ra làm trò đùa. Đừng bao giờ chà đạp lên nhân phẩm người khác. Vì chưa chắc mình đã hoàn hảo đâu. Em cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi đây. Oh.